Dạ, Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại trên kênh. Thì hôm nay em cũng có một số cây bông trang quay lên chia sẻ, muốn giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ. Dạ đây, một số cây bông trang có cây thì em sửa rồi, cây không có thời gian. Nhiều cây này cũng một thân không à. Với một cái phôi. Rồi. Đây là số 1. Cái cây số 1 của chú anh chị là một cái phôi trang đỏ lá nhỏ. Nguyên lô này là đỏ lá nhỏ, có một cái cây là vàng lá chung phôi. Đây là cây đầu tiên, là cây số 1 đỏ lá nhỏ. Cây này cái phôi rất là đẹp của chú anh chị. Có đế luôn ha. Đó. Cây này thì mình cũng mau chơi nè. Em cắt trừ hao ha, cô chú anh chị có thể cắt xuống lùng xuống nữa. Đây, có đế luôn, đế đều luôn á. Rồi, rồi cho cái thông số Thành ơi. Cao khoảng 35. Rồi, cao 35, cái ngang nhiêu em? Ngang khoảng 28. 28, từ bên đây qua bên kia nó khoảng 28 của chú anh chị. Rồi, em cho cái tổng cái hoành này coi Thành. Khoảng 30. Rồi 30 của chú anh chị mà dính cái cục, có cái cục ấy ha. Đây, cái cục này thì nó cũng khoảng 28. Mình nhỏ khoảng hoành thân ở đây 16. Là 16. Rồi. Rồi hoành thân bên đây. Đo trên cái cục đó đi em ơi. Đúng rồi. 17. Thẳng thước vô. 16. Rồi, này cũng 16 của chú anh chị. Rồi. Đây. Rồi, quay vòng nó Thành ơi. Đó. Rồi, cây này em xin giao lưu giá là 2 triệu rưỡi của chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. 2 triệu rưỡi một cái phôi trang đỏ lá nhỏ, khá đẹp. Rồi, đổi cây Thành ơi. Rồi tiếp theo là một cây trang đỏ. Rồi em dời cái cây này qua cho Thành nó quay. Rồi một cây đỏ lá nhỏ, cây này em có sửa ha, mới sửa luôn cô chú anh chị, mới vô dây sửa. Đó. Đây, cây này mà ra cái tàn ấm tàn thì cũng rất là đẹp. Rồi dừng cái chỗ này cho cái thông số luôn em ơi. Chiều cao. Dạ cao khoảng 1m2. 1m2 rồi ngang. Tổng ngang là nhiêu đây em? Tổng ngang mình cứ hào thử thôi. Khoảng gần 1m5. Rồi 1m4 của chú anh chị ơi. Ngang khoảng 1m4. Cao 1m2 ngang 1m4 ha. Cái này thì nói chung đế thì nó cũng ít thôi. Sát thước vô em ơi. 13. Rồi vị trí này là 13. Đấy, xích trên chút nữa Thành. Trên cái nhỏ nó như vậy. Rồi 11. 10. 11. Này 10 cô chú anh chị ơi. Đây. Đế thì không có môi ra ha. Đế còn ở dưới. Đó. Bẻ cái đường thân cũng lắc. Cây này cái tàn nó bung ra cũng khá lớn. Rồi cho vòng nó Thành ơi. Rồi cây số 2 ha. Cây này em xin giao lưu giá là 2 triệu 2 ha. 2 triệu 2 bao ship 200 km của chú anh chị. Cây này ship xa không được. Giá 2 triệu 2 bao ship 200 km. Rồi rất mong cô chú anh chị ủng hộ. Rồi tiếp theo là cây số 3. Rồi cây số 3 là một cây đỏ lá nhỏ luôn cô chú anh chị. Đó. Cây này nó có dáng tự nhiên sẵn ha, dáng bay tự nhiên sẵn. Cây này về mình vô dây nhẹ nhẹ mấy cái nhánh trên đó là mình chơi được cô chú anh chị.
Thầy giờ giờ cái cây đó ra xích ra cái thằng. Rồi quay đi thằng ơi. Rồi quay đi quay đi. Rồi dừng lại cho cái thông số luôn thằng ơi. Chiều cao được nhiêu đây em? Chiều cao khoảng 60. 60. Rồi. Ngang khoảng 65. Ngang 65 cô chú anh chị. Đây. Cây này thì nhỏ. Mình đo ở trên đi. Bình thân nó được 8 mà cô chú anh chị. 8 ở dưới này chắc 10. Bên này chắc 6. Em đo cái thốt thân lên nha thằng. Đo thốt thân từ mặt lên đúng rồi. Khoảng 15. Rồi thốt thân chỉ 15 thôi cô chú anh chị. Cái này chắc 10, 11 kìa. Đế thì cũng có mà ít thôi. Đó, cái này dạng về chơi bonsai nhỏ nhỏ được. Dán bye bye. Rồi cái này em xin giao lưu giá là 800k ha. Bao ship toàn quốc luôn. Là về mình sửa nhẹ nhẹ ra cái tàn bay đó là cũng đẹp của chú anh chị. Rồi đổi cây thành đây. Cây số 3 ha, 800k. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo là cây số 4 của chú anh chị. Rồi xây đi thành đây. Rồi cho cái thông số luôn em ơi. Chiều cao. Chiều cao khoảng 85. Cao 85 rồi. Tổng tàn nhiêu đây em? Tổng tàn ngang khoảng 90. Rồi tổng tàn 90 của chú anh chị. Đấy. Rồi cho cái hoành thân ở dưới này các em. Nhiều khoảng 14. 13. 14 mình tính 13 nữa. Rồi thoát thân được nhiêu đây? Thoát thân khoảng 20. Thoát thân tới cái chi cành thứ nhất là 20 của chú anh chị. Đây, nó có cái dáng vậy đây. Để tàn cũng được mà mình cắt, mình sửa cái bonsai dáng bye bye cũng được nè cô chú anh chị. Đó. Rồi. Đây là cây số 4 nha. Đây là chưa. Đây nó có cái vết. Nhưng mà vết này là cũ hồi đó cô chú anh chị. Hồi nhỏ kéo lại hết trơn rồi nè, không phải là vết mới ha, cũng không có mục ha. Đây. Rồi cái này em xin giao lưu giá là 1,2 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Cây số 4. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ. Rồi đổi cây thành đây. Rồi tiếp theo là cây số 5. Rồi cho dòng đi em ơi. Cây bông trang đỏ lá nhỏ số 5. Đó. Nó một cốt nó lên hai cái thân. Hai thân lớn. Rồi cho cái thông số em ơi. Cây này cắt bonsai cũng được. Cây mini nhỏ nhỏ. Khoảng 1m để 5. Rồi 1m lên 5 để tàn thì cũng được cô chú anh chị. Tàn cũng khá ngang là tròn. 1m1. Ngang 1m1. Rồi cho cái hoành thân em ơi. Hoành thân khoảng 13. 13. Ở đây mình tính 12 thôi nha. Một thân này là khoảng 10. 9. 10 mình tính 9 đi. Rồi cái nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. Nhỏ đó. Hơn chắc khoảng 9. Rồi cái này cũng 9 luôn cô chú anh chị. Thốt thân thì thấp lắm ha. Đo cái thốt thân em. Thân khoảng 14. Không, em đo tới thốt thân một cốt thôi. Quay ngược thước lại. 7. Rồi thốt thân 7. Rồi cái này em cũng giao lưu giá là 1,2 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây thành ơi. Để bên đây nè.
Rồi tiếp theo là cây số 6. Cây này thì thoát thân cao của chú anh chị, một thân một gốc. Đó. Tàn cũng khá là nhiều. Cây này chơi cắt bonsai cái cây trực bài cũng được luôn. Rồi cho cái chiều cao Thành ơi. Chiều cao khoảng 1 mét. Rồi cao 1 mét. Ngang. Ngang khoảng 1 mét 15. Rồi. Rồi cho cái quanh thân em ơi. Xét xuống. Mình thân khoảng 16. Rồi ngay vị trí này là 16 của chú chị. Rồi xích trên chút em ơi. Trên nữa. Đây nè. Rồi trên này nó còn 13 của chú chị, 14, mình tính 13 đó ha. Đó. Rồi cái thốt thân nó được nhiêu đây em? Thốt thân khoảng 33. Rồi thốt thân 33. Đây của chú anh chị. Đó, tàn thì cũng khá là dày. Đó. Đây nó thân nó già nó nứt thôi ha, chứ không có phải bị mục gì trơn ha. Đế thì không có dám môi sâu, tại vì để cây tàn á. Cây này chắc đế thì cũng có thôi nè, có mấy cọng đế nó nổi lên nè. Mà không biết ở dưới nó là sao. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu giá là 1.400.000 ha, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. 1.400.000 ha. Nó có cái trực nhưng mà nó cũng hơi lắc lắc nhẹ. Rồi tiếp theo là cây số 7. Rồi tiếp theo là cây số 7 của chú anh chị. Cây này cũng chơi cặp với cái cây số 6 được nè. Cái này nó cũng thoát thân cao của chú anh chị. Đó. Rồi cho cái chiều cao thông số luôn Thành ơi. Dạ cao 1m05. Cao 1m05. Tàn ngang. Tàn ngang khoảng 1m05 luôn. Rồi tàn ngang 1m luôn của chú anh chị. Cây bứng cái bầu ấy cho nên là cây bứng cái bầu khá lớn cô chú anh chị. Bứng cái bầu nhiều đất ấy, cho nên nó giữ cây còn tươi lắm. Đó, bông. Hoành thân khoảng 15. Hoành thân vị trí này là 15 ha. Rồi hơn 15 mình tính 15 rồi xích trên chút nữa em. Trên thì nó còn 14. Trên còn 14. Rồi em đâu có thoát thân à. Thoát thân khoảng 37. Rồi thốt thân 37 ha. Đó đây. Trên này nó có vết chặt hồi đó nè, chắc ta chặt nhưng mà bây giờ nó sành lại ha. Đây. Này có cái củ nở ở dưới. Em đo cái củ này coi Thành. Em chưa có môi cô chú anh chị. Cái này chắc có đế nè, đó, có cái động đế ra nè. Đúng rồi, đo cái củ cho cô chú anh chị tham khảo ha. 20 cô chú anh chị ơi. Rồi cũ khoảng 20, 21 mình tính 20 đó ha. Đó. Rồi cây này em cũng giao lưu giá là 1.400.000 cô chú anh chị. Đó. 1.400.000 bao ship toàn quốc luôn ha. Đó. Rồi đổi cây Thành ơi. Rồi tiếp theo là một cái phôi. Một cái phôi trang vàng lá chung. Đó. Rồi quay đi em. Cái phôi trang vàng lá chung ha, cây số 8 cũng là cây cuối clip cô chú anh chị. Rồi. Cái này thì chắc nó rời. Không có màu sâu nhưng mà
Rễ thì nó xuống tới đây cô chú anh chị ơi, rễ nhiều lắm. Đó, rễ nó lúng phúng, nó trắng ở trời như thế này nè. Nếu mà trồng á là em định vũ hết rễ ra rồi bắt đầu trồng lại nè. Giống như là cây này nè, cây bên đây cũng vũ hết rễ ra trồng lại. Đây, cái này tính vũ ra đây. Sẵn giao lưu luôn cô chú anh chị nào có yêu thích. Rồi. Đây, cho cái chiều cao em ơi. Dạ, chiều cao khoảng 48. Chiều cao 48. Ngang. Ngang hết mấy thân nữa nhiêu đây? Dạ, ngang khoảng 43. Rồi, ngang 43. Rồi, em đo cái hoành thân lớn nhất ở đây cái thành. Cái cây này nè. Khoảng 13. Rồi, 12 cô chú anh chị ơi. 12. Cái này 10. 12. Ở đây cái thân lớn bên này nó 10, 15. 15. Đó. 10, 11, 12, 15. Rồi, cái này em xin giao lưu giá là 700k ha, bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị nào có yêu thích cái phôi này thì giao lưu với em. Dạ rồi, rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip. Nếu có yêu thích cây kiểng thì xin mời nhấn đăng ký kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây để theo dõi những clip tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.